Xin kính chào quý bạn đã đến với tin bóng đá ngày 11 tháng 1 trên kênh YouTube bóng đá. Mở đầu cho tin nóng hôm nay, chúng tôi sẽ cùng cập nhật những thông tin liên quan tại Qatar do phóng viên Tết Trần gửi về từ bóng đá. Tết Trần xin được kính chào các bạn khán giả của tạp chí bóng đá trên kênh YouTube bóng đá. Lúc này thì tôi đang có mặt trong buổi tập của đội tuyển Nhật Bản trước thềm trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam. Ngay đằng sau lưng tôi là rất đông các phóng viên giới truyền thông đến từ Nhật Bản. Đương nhiên rồi, lúc này thì họ đặt mục tiêu vô địch Asian Cup. Và rõ ràng đây là cái mục tiêu thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá Nhật Bản. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với chi tiết buổi tập của đội tuyển Nhật Bản. Theo quan sát của chúng tôi thì trong buổi tập này, hậu vệ Tomiyasu người đang thi đấu cho câu lạc bộ Arsenal vẫn đang gặp chấn thương và phải tập riêng. Trong khi đó, một số cầu thủ cũng đang nằm trong diện theo dõi vì chấn thương như là Endo hay Kubo thì đều trở lại tập luyện bình thường. Endo thì khỏe mạnh, tập vui cười, còn Kubo thì tập với tốc độ cực cao. Minamino thì cũng rất là vui vẻ, sảng khoái. Nhiệt độ trong buổi tập này thì khoảng 23 độ, phù hợp cho quá trình tập luyện của đội tuyển Nhật Bản cũng như rất nhiều các đội tuyển khác nếu tập vào khung giờ này. Thực tế thì trước trận đấu này, chúng ta đã biết được một số cầu thủ như là Tomiyasu, Mitoma hay thậm chí là Endo hoặc Kubo đã chắc chắn hoặc có thể sẽ không ra sân ở cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 14 tháng 1 tới. Tuy nhiên thì nói thật sự thì ngay kể cả khi cao thủ này không thi đấu thì đội tuyển Nhật Bản vẫn quá mạnh so với đội tuyển Việt Nam và thực sự là đây là một thử thách quá là lớn với chúng ta. Nên nhớ rằng ở các trận đấu giao hữu gần đây, ngay kể cả khi không có đội mạnh nhất thì đội tuyển Nhật Bản vẫn dễ dàng giành chiến thắng trước Jordan, một đội bóng có trình độ cũng ngang cơ Việt Nam với tỷ số 6-1, hay trước đó là chiến thắng trước Thái Lan 5-0. Và thực tế thì các cầu thủ dự bị hay những cầu thủ sẽ được chọn thay thế cho những trụ cột không thi đấu thì họ vẫn là những cái tên rất đẳng cấp và hoàn toàn vượt trội nếu so với các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chúng ta. Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu rất là khó khăn, đòi hỏi cho huấn luyện viên Chuze phải thi đấu với hơn 200% sức lực và chúng ta có lẽ cũng phải hy vọng vào một chút may mắn để có thể có được một kết quả khả quan, hoặc tối thiểu nếu như chúng ta thua Nhật Bản thì sẽ không thua với tỷ số quá đậm, để qua đó vẫn có một chút lợi thế về mặt hiệu số. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có những chia sẻ rất hay trên báo Nhật Bản liên quan huấn luyện viên Philippe Troussier. Trả lời phỏng vấn báo Nhật Bản, Công Phượng đã có những chia sẻ thẳng thắn về quãng thời gian khó khăn vừa qua tại Yokohama FC, dẫn đến việc mất đi cơ hội tại đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo này nói, tôi chưa từng gặp huấn luyện viên nào có tính cách dữ dằn và mạnh mẽ như ông ấy. Niềm đam mê của ông ấy đối với bóng đá không hề thay đổi. Tôi nghĩ thái độ quyết liệt của ông Troussier là đúng như mọi người ở Nhật Bản từng tưởng tượng. Đôi khi chúng tôi họp gần 2 tiếng đồng hồ và ngay cả khi ra sân chúng tôi cũng nói chuyện rất lâu. Công Phượng hiện không có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam ở hai đợt tập trung gần đây. Lý giải về điều này, tiền đạo sinh năm 1995 cho hay. Tôi không biết mọi người xung quanh nghĩ gì, nhưng tôi nghĩ tất cả những gì Chuzie đã làm cho thấy niềm đam mê bóng đá của ông ấy. Vì vậy tôi không có ấn tượng xấu về ông ấy. Anh so sánh ông Chuzie với huấn luyện viên Park Hang-seo. Với huấn luyện viên Park Hang-seo, sự chú trọng được đặt vào hàng thủ và có rất nhiều bài tập phòng ngự được thực hiện. Tuy nhiên, sau khi huấn luyện viên Chuzie lên nắm quyền, ông ấy đã áp dụng sơ đồ 3-4-3 nghiêng về ưu tiên kiểm soát bóng. Huấn luyện viên Chuzie có nói rằng, mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tích cực. Đội tuyển Việt Nam có thể chơi tốt khi gặp các đội bóng cùng trình độ. Tuy nhiên, khi đẩy đội hình lên cao, có những vấn đề xuất hiện ở tuyến sau. AFC đã đưa ra 5 trận đấu đáng chú ý nhất tại vòng bảng Asian Cup năm 2023, một trong số đó có liên quan đến đội tuyển quốc gia Việt Nam. Indonesia và Việt Nam là hai đội tuyển không còn lại gì nhau. Ở khu vực Đông Nam Á, họ gặp nhau nhiều lần và tạo ra nhiều trận đấu đáng nhớ ở AFF Cup. Gần nhất là trận bán kết AFF Cup 2022 khi Việt Nam thắng chung cuộc 2-0. Tuy nhiên, trận đấu ngày 19 tháng 1 tới trở nên đặc biệt hơn bởi đó là lần đầu tiên hai đội bóng Đông Nam Á gặp nhau ở Asian Cup, trang chủ AFC giới thiệu. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam và Indonesia nằm ở bảng D của Asian Cup 2023. Cơ hội giành một trong hai vị trí dẫn đầu của bảng đấu của hai đội là không cao bởi đội tuyển Nhật Bản và Iraq được đánh giá mạnh hơn. Hai đại diện của Đông Nam Á cùng đặt mục tiêu giành một trong bốn suất cho các đội từng thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng trong. Đương nhiên, cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ mang ý nghĩa quyết định cho mục tiêu của hai đội. Huấn luyện viên Chuzie nói, chúng ta hiểu được rằng đối thủ trực tiếp quyết định tấm vé đi tiếp có thể là Indonesia. Tôi coi đây là trận đấu bản lề giải đấu. 4 năm trước, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua vòng bảng nhờ một chiến thắng, rồi sau đó nhỉnh hơn duy nhất một điểm fair play. Vì vậy, yếu tố may mắn là điều chúng tôi cần song hành tại giải sắp tới. Về phần mình, huấn luyện viên Sinteyong của Indonesia cho hay, sẽ không còn nhiều thời gian, chúng tôi phải sửa chữa ngay các sai sót và hướng tới lối chơi như mong muốn. Indonesia sẽ đối đầu với các đội chơi có lối kiểm soát bóng nhiều hơn như Nhật Bản, Việt Nam và Iraq. Đội tuyển chúng tôi cần tạo ra thêm cơ hội từ các pha phản công, từ đó mới có thể gia tăng cơ hội giành chiến thắng tại Asian Cup. Huấn luyện viên Sinteyong đã bất ngờ loại một công thần trước khi vòng chung kết Asian Cup năm 2023 diễn ra.
Ban đầu, người rời đội tuyển Indonesia trước thềm Asian Cup 2023 không phải Sardin. Theo quyết định trước đó, huấn luyện viên Sinteyong đã loại Adam Alis và Akan Fikri. Dù vậy, hai cầu thủ này vẫn được đưa sang Qatar tập luyện cùng đội và chỉ trở lại Indonesia khi giải đấu châu lục khởi tranh. Tuy nhiên, sau trận Indonesia thua 0-5 trước Iran vào ngày 9 tháng 1 vừa qua, huấn luyện viên Sinteyong đã bất ngờ thay đổi quyết định, ông đã loại Sardin và Akan. Chủ tịch cơ quan đội tuyển quốc gia Sumaji trực tiếp xác nhận thông tin. Đúng vậy, Sardin và Akan đã bị loại khỏi đội hình dự Asian Cup 2023. Akan Fikri chơi ở vị trí tiền vệ. Anh không thể cạnh tranh với Ivan Jenner, Mark Klopp, Marcelino Ferdinand và Ricky Kambuaya. Tuy nhiên, việc Sardin bị loại ở phút chót hoàn toàn bất ngờ đối với người hâm mộ xứ vạn đảo. Bởi trước đó, cầu thủ này có tên trong danh sách đăng ký sơ bộ của Indonesia dự Asian Cup 2023. Ông Sumaji cho biết, đây là quyết định của huấn luyện viên Sinteyong. Có 3 yếu tố cần cân nhắc để xác định đội hình. Thứ nhất là phong độ, thứ hai là kỷ luật và thứ ba là thái độ. Vì vậy, 3 điều này là cơ sở để đánh giá một cầu thủ. Khi được hỏi rằng liệu Sardin có bị loại vì vi phạm kỷ luật hay không, ông Sumaji khẳng định, tôi không cần phải giải thích cụ thể. Về cơ bản, 3 yếu tố liên quan là hiệu suất, kỷ luật và thái độ. Tiền vệ Lương Xuân Trường đã có những chia sẻ liên quan đến câu lạc bộ Hoàng Gia Lai cũng như sự thay đổi tính cách của mình khi đến đội bóng phố núi chơi bóng. Trên kênh cá nhân, Lương Xuân Trường chia sẻ lại hồi ức khi còn thi đấu ở Học viện Hoàng Anh Gia Lai. Cầu thủ người Tuyên Quang thừa nhận, anh học hỏi được nhiều điều từ các thầy và những bài học đó giúp Xuân Trường thay đổi, hoàn thiện con người. Cho đến hôm nay, tôi phải thừa nhận Xuân Trường lúc mới vào học viện hoàn toàn khác Xuân Trường bây giờ. Lý do là hầu hết các cậu bé tham gia giải nhi đồng toàn quốc đều biết đến số 7 của đội nhi đồng Tuyên Quang, tiền vệ sinh năm 1995 chia sẻ. Xuân Trường luôn tự nhận giọng nói của mình hay hơn các bạn cùng khóa. Trong các buổi tập thì Trường cho rằng bản thân giỏi hơn tất cả và không ai được phép vượt qua điều đó. May mắn là có một sự kiện làm thay đổi hoàn toàn tính cách của mình từ đó trở về sau, Xuân Trường nhớ lại. Trong một buổi tập giữa trưa nắng, khi tôi đang có bóng trong chân, một người bạn cùng phòng là Phạm Thành Nam lao vào cướp bóng rất quyết liệt. Sau khi để mất bóng, hành động đầu tiên của tôi là dùng đầu gối thụi vào đầu Nam để trả đũa cậu ấy khi đang ngồi dưới đất vì bị ngã, Xuân Trường kể lại. Anh thừa nhận bản tính không cho phép anh dễ mất bóng và bị vào bóng quyết liệt như vậy. Sau hành động đó, các thầy lập tức cho tôi ra ngoài đứng tự kiểm điểm bản thân. Thậm chí sau đó các thầy không nói với tôi một lời nào, kể cả bữa ăn trưa. Giả sử lúc đó các thầy mắng hoặc Nam trả đũa gay gắt. Thì cá tính vốn có của tôi đã ứng xử theo hướng khác và cũng trở thành con người khác luôn, Xuân Trường bộc bạch. Tuy nhiên, sự im lặng của mọi người khiến Xuân Trường thấy xấu hổ. Đó cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy áy náy về nỗi lầm của mình. Do vậy, cầu thủ này quyết định xin lỗi các thầy và làm hòa với Phạm Thành Nam. Kể từ đó về sau, tôi thay đổi dần tính tình và cách ứng xử của bản thân trước những việc tương tự. Tất nhiên, không phải ngày 1, ngày 2 là sửa đổi được ngay, nhưng ký ức về va chạm đó giúp tôi trưởng thành và tôi nghĩ bản thân đã trưởng thành hơn so với... hồi mới vào học viện, Xuân Trường giải bày. Thông tin này cũng đã khép lại tin đọc bóng đá ngày 11 tháng 1 trên kênh YouTube Bóng Đá. Nếu mọi người cảm thấy hay, hãy nhấn like, share và subscribe kênh YouTube nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình kế tiếp.